Xin chào mọi người và nhất là các em trai tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi làm về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019, cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi đối với tuổi của các em. Phải nói rằng là chúc mừng các em đã vượt qua cái giai đoạn đại vận, bên đại hạn 10 năm và mình đang bắt đầu vào đại vận. Và mở đầu bằng một cái năm của 10 năm đại vận là một năm khá tốt đẹp, có nhiều điều thuận lợi. Xét về mặt tử vi của cái năm Kỷ Hợi thì rõ ràng là một cái tín hiệu rất là lạc quan, rất là tích cực đối với của các em, có thể nói là như vậy ha. Tuy là nói là nó năm cuối của đại hạn chứ không phải là năm bắt đầu của đại vận. Tuy nhiên của năm cuối của đại hạn này thì do là cái tuổi của các em nó có rất là nhiều điều tươi đẹp, nó bắt đầu sớm hơn ha. Đại vận của các em nó bắt đầu sớm hơn là cái đại vận của nữ mạng, cho nên có thể nói là tốt đẹp với cái sao mệnh khá là ok. Thì cũng như các video trước thì anh hay nhắc lại cái tử vi của cái tử vi trọn đời cũng như là cái thiên tính của cái người mà Kỷ Mùi nam mạng để mình ứng vào năm này nó như thế nào, nó phải có một cái quá trình mà mình để ứng vào từng năm thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì như đã biết thì các em trai tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thì có cái thiên can mang chữ Kỷ là hành thổ, Kỷ Mậu hành thổ, và địa chi Mùi thành tức Sửu Mùi thì cũng là nạp âm ngũ hành là cùng hành thổ luôn. Như vậy là tuổi với mạng là cùng nạp âm ngũ hành. Thân cương mệnh thì thường được các sao như là Vũ Khúc nè, Tham Lan, Thiên Lương, Văn Khúc và Thiên Đồng. Thân cương mệnh thường có những cái sao đó, nên dù có mang mệnh thiên tượng hỏa nhưng là không bốc đồng như cái người mậu ngọ. Người mậu ngọ thì bốc đồng nó nóng nảy, còn người Kỷ Mùi cũng là mệnh thiên thượng hỏa nhưng mà thiên thượng hỏa âm á, thì các em cái sự chắc chắn, cái sự kiên trì của các em nó tốt hơn là người mậu ngọ. Tính tình á, thì thường là ngay thẳng, tự gốc là trục hỏa, mệnh thiên thượng hỏa thường là ngay thẳng, nhận xét tinh tế, nhưng là các em thì do là nạp âm ngũ hành của cả thiên can và địa chi là thổ cho nên là ít biểu lộ ra ngoài, ý kiến của mình cũng ít có đưa ra lắm. Thường là cái người mình là chịu lắng nghe, các em thường làm nhiều hơn là nói, đặc biệt là vậy ha. Nội tâm thì phong phú, chịu khó làm việc, chu toàn trách nhiệm rất là tốt, nhưng cũng chính vì cái chuyện mà chu toàn quá đó, thì đôi khi thiếu cái sự can đảm. Một số người mà không thuận sanh để nhận lãnh cái vai trò quan trọng, ít đa phần là Kỷ Mùi là ít là người thích chịu đứng mũi chịu sào lắm, vì vậy đã bỏ mất rất là nhiều cơ hội để tiến nhanh tiến mạnh trên đường sự nghiệp nếu như là làm việc trong cái quan vận. Người Kỷ Mùi thì thích làm phó hơn là làm chánh, bởi vì là họ ít có cái Kỷ Mùi nam mạng ít có sự, tuy là có sự cạnh tranh cũng muốn lên đó, nhưng mà lại nhát nhát lười lười chút xíu cứ tà tà cái kiểu đó. Đặc biệt đó là người mà nam mạng Kỷ Mùi đó, thường là có trí thông minh rất là cao, lại có tính kiên trì, nếu có theo đường học vấn đến nơi đến chốn thì thậm chí là sẽ trở thành những cái nhà nghiên cứu rất là lỗi lạc và là nổi tiếng ha. Nhưng mà cái đó là còn phải tùy vào cái sự phấn đấu của mình. Như đã nói đó, thì vận ha, vận mệnh thì mệnh là do trời định, nhưng mà vận của mình đi đến đâu là do mình quyết định. Chứ bây giờ mệnh của mình do trời định là một cái người sung sướng, nhưng mà mình không cố gắng thì chắc chắn mình sẽ trả được gì xứng thân thôi, chứ còn trả được có tiếng tâm gì đâu ha. Nhưng là người Kỷ Mùi thì tiến chậm nhưng chắc. Các em do có thiên can và địa chi cùng hành thổ nên ưa thích cuộc sống an bình, tránh thị phi lắm, ai nói gì nói cả, cười cười cho xong ha. Ít tham vọng, không muốn tranh chấp đua đòi và cũng không dám đầu tư vào các lĩnh vực có mang tính nhiều may rủi.
Sự nghiệp vì vậy tiến chậm nhưng chắc, tiền bạc tích lũy dần dần. Ở vào giai đoạn này thì các em Kỷ Mùi cũng đã có khá khá ha. Cuộc đời ít thăng trầm, càng lớn tuổi thì càng u túc. À, yên tâm ha, thấy kệ kệ nó, về già dù sao nó cũng sướng là được rồi, chứ về già mà không có gì hết thì mới phê. À, đó là cơ bản về thiên tính của các em. À, tiếp đến đó là mình xét xem phần tử vi của cái năm 2019 nó sẽ ra sao. À, mình xét phần tử vi bên ngoài trước, sau đó mình sẽ đo sao tính mạng sao. Thì xét tử vi của năm 2019 là năm Bình Địa Mộc. Xét về trụ mạng thì các em là mạng thương thiện thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời á, mà lửa trên trời này là lửa trên trời âm, người ta có nói có thể là mặt trăng á ha. Như vậy là mạng hỏa gặp năm mộc là tương sinh, à, tốt, chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi, làm ăn sinh tài lộc, công việc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ trong năm nay. À, vậy là quá ok rồi, có tiền bạc, có tài lộc nhờ cái sao cái mệnh được tương sinh. Như đã nói thì khi mà cái mệnh được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh sẽ được chiếu sáng và phát huy tác dụng một cách tối đa, đồng thời nó sẽ làm hung, nó làm giảm bớt cái sự tác hại của các cái sao hạn xấu, cái sao cái phúc tinh ngạt cái phá và bại tinh ở trong cái mệnh của mình, cái tử vi năm của mình. À, sao thì may mắn là các em năm nay được sao Thái Dương chiếu mạng. Vì sao nó là sao Thái Dương thì may mắn danh lộc tốt. Người ta nói là đây là một cái sao tốt và là một phước tinh thường chiếu mạng cho bên nam giới, chủ về mặt trời, đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Các em mà gặp sao Thái Dương chiếu mạng á thì thường là toan tính sáng suốt, gặp nhiều may mắn, danh lộc tiếng tăng này. Sao Thái Dương á tuy là một quý tinh nhưng mà nó hành hỏa rất cực mạnh, nó sẽ không tốt lắm cho những cái người như là mệnh mộc mà ha, một số mệnh khác. Tuy nhiên á là các em á là mệnh thiên thượng hỏa luôn thì cái càng tăng may mắn thuận lợi. Những năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mạng á thì các em làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 10 âm lịch, tháng Hợi luôn ha. Tháng 10 là tháng đại kiếp của cái sao Thái Dương. Năm nay lại rơi vào tháng Hợi luôn, Hợi Mão Mùi tam hợp nữa. Cho nên là ngon lành ha nha. Tháng 10 của năm Kỷ Hợi là tháng hình như là tháng ất Hợi. Là một tháng hỏa luôn, cho nên rất là tốt đẹp. Có thể nói như vậy. Rồi, hạn là hạn toán tập, người ta hỏi nó gặp hạn toán tập là trở ngại va vấp. Với hạn toán tập á, công việc làm ăn thường bị người ta chống phá, dù là có thuận lợi ở trên đi nữa nhưng mà hạn sẽ gây khó khăn, bản thân cũng có thể bị bệnh nạn làm gián đoạn công việc của mình thăng tiến. Vận niên thì thật sự là không tốt đẹp, vận niên là xà âm tỉnh, tức là cái hình tượng con rắn bị nhốt trong cái lồng. Xấu, vận niên xà âm tỉnh thì bất lợi cho mọi dự tính thay đổi, mở rộng, có thể do bệnh nạn làm cản trở, cũng có thể vì môi trường làm việc cần cái khung ha, làm cho mình bị gò bó khó vượt qua. Người ta nói là gặp vận niên mà xà âm tỉnh thì chỉ nên việc cũ mà làm, đường cũ mà đi, đừng có làm cái gì mới ở trong cái năm này. Dù sao đi nữa thì cũng là một cái năm tương đối. Có cái vận niên mà xà âm tỉnh như thế này thì khởi đầu đương đầu với sóng gió, cuộc sống bình an, đừng có đương đầu với sóng gió. Thì bản tính của cái người Kỷ Mùi nam mạng như đã nói rồi ha, như đã nói tại sao mà nói thiên tính ở trên là như vậy đó, là thích cái gì đó an toàn, bình lặng, từ từ. Thì cho nên là gặp năm này thì nên an phận, cứ tiếp tục cái đường cũ mà đi, cái việc cũ mà làm, đề đạt thì mình lên, không có cần phải tranh đấu vuông chứ chen, thậm chí là lo lắm cái gì để mà phải đi lên, mình cứ từ từ, phận mình là tới, mình là người ta sẽ kêu mình thôi, chứ không ai bỏ mình được. Đó là vận niên. Còn thiên can á là kỷ gặp kỷ, người ta gọi là cùng hàng thuận lợi, là tương trợ, chủ có người giúp đỡ về công việc tiền bạc. Năm nay dù có thay đổi công việc thì
cũng không có quá xấu nếu như bị bắt buộc thay đổi công việc. Thiên can thì đã ảnh hưởng nhiều đến cái vận hạn của công việc, mà thiên can thì đồng hành, như vậy thì cũng tốt đẹp ha. Địa chi mùi gặp hợp hợi là tam hợp, địa chi mùi gặp hợi là tam hợp, năm 2019 thì là năm kỷ hợi gặp năm kỷ mùi. Mình kỷ mùi thì có thể nói là đem đến nhiều điều tốt đẹp ở trong công việc và mọi thứ đối với tuổi kỷ mùi. Rõ ràng là với cái tử vi của năm, ngoài cái vận niên ra thì còn vận niên và hạn ra thì còn lại là những điều tốt đẹp. Tại sao nó báo hiệu là có nhiều điều khởi sắc, nhiều điều may mắn. Có thể nói với những cái tử vi kể thế này thì nếu như mình muốn làm gì đó to lớn thì cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên có vận niên mà nó kèm theo thì dĩ nhiên là trong 6-7 cái trụ để mà xét về cái tử vi của năm thì dĩ nhiên sẽ có cái xấu cái tốt, mà nếu có cái xấu thì mình biết để mà phòng ngừa, chứ không phải là mình chờ tất cả những cái trụ đều tốt hết thì chắc không có đâu, không có năm nào mà tất cả các trụ đều tốt hết đâu. Cho nên là nếu với một năm mà tốt nhiều hơn xấu về tử vi như thế này thì mình cũng thể toan tính chuyện lớn được ha. Rồi thì với cái tử vi như vậy thì xét có sự nghiệp của năm 2019 nó sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Ví dụ như về tứ trụ đi, với cái thiên hòa địa xung thì công danh tài lộc thì bình thường, thậm chí là tốt đẹp. Từ vì thiên hòa mà không có kiêng kỵ gì hết. Với về tứ trụ thiên hòa, thiên là về công việc mà địa là về gia đạo. Với cái địa xung gia đình tình cảm có vài khó khăn bất ổn, cần quan tâm nhiều hơn đến cái tình cảm của gia đạo và sức khỏe của bản thân, nhưng mà cũng không nặng về sức khỏe. Thì vì tại sao, vì năm nay là bình địa mộc tương sinh với thiên thượng hỏa, cũng ngon lành ha. Còn xét về mặt tử vi và đó các sao các hạn, các sao các phúc tinh bại tinh hoặc là phá bại tinh ở bên trong á, thì tiểu vận đi vào sinh địa, thì người ta nói tiểu vận đi vào sinh địa có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các cái sao hạn hay là vận niên xấu. Tuy nhiên là mình có sao hạn tốt, sao tốt chỉ có hạn và vận niên không được tốt thôi, cho nên là hy vọng nó sẽ khống chế được. Đại vận 10 năm thì là thời gian công danh sự nghiệp tương đối ổn định. Tiểu hạn năm nay chịu ảnh hưởng tốt của đại vận sẽ càng được hưng thịnh hơn. Tuy nhiên gặp vận niên không tốt chỉ nên an phận thủ thường, làm những cái việc cũ, không nên quá cái bung ba ở cái việc quá tập tay của mình, nên chọn những cái việc vừa tầm tay thôi, đừng có mới bắt đầu mà mình chưa chạy đà mình phát huy lớn quá thì mình sẽ gặp trục trặc. Hạn thì có thiên phủ ngộ với lại tuần, thiên phủ mà ngộ tuần thì dễ gây tốn hao mất mát, tiểu nhân lừa gạt hoặc là bị mất trộm, cho nên là cần đề phòng. Hơn nữa với tuần tọ cung tiểu vận đã làm cho hạn trở nên cái tuần nè tọ cái hạn thì như đã giải thích tuần cái tinh quân tuần là ổng cứ vô ổng cứ cắt 50% tốt xấu gì ổng không biết, ổng cứ quất hết 50%, thì cái tử vi sinh địa của mình thì nó sẽ bị mất đi tác dụng rất nhiều. Vì vậy công danh tài lộc cũng như bản thân cũng có lúc rơi vào bất lợi ở những cái tháng mà bị xung khắc ha, cho nên là cần cẩn thận. Với kình dương ngộ thiên mã toan tính mà gặp nhiều khó khăn ở trong cái việc thay đổi chỗ ở chỗ làm, công việc dễ bị gian dở, đặc biệt không nên vì bức xúc cái việc mà mình muốn thay đổi công việc, ví dụ như mình muốn tiến lên hoặc là thay đổi vị trí mà không được đó, mà nóng nảy tạo ra sơ hở trong công việc làm thì mới có thể tránh rối ren và bị người ta làm thọt ha, cho nên cần cẩn thận. Đặc biệt cung mệnh thì có ngũ quỷ quan phù là những phá tinh gây bất lợi. Người ta nói ngũ quỷ mà nhập mệnh dễ sinh tai họa khó lường,
cuộc sống nhiều lo âu, phòng người có người hãm hại, nhất là những người mà ở dưới trướng mình. Trong công việc làm ăn hoàn toàn bất lợi nếu hợp tác với người khác, có thể bị đâm vào tù tội hoặc là bị vạ vì cái liên lụy do người khác mang lại cho mình. Năm nay tránh không có gì nhận thay tội ai hoặc là đứng ra làm chứng hay là cái gì, rất là dễ bị liên lụy do cung ngũ quỷ nhập mệnh. Ngũ quỷ là nó phá dữ lắm ha. Cung tài bạch thì có thiên mã ngộ lộc tồn thì chắc chắn là một điều rất là tốt đẹp ha. Tiền bạc làm ra ok, thậm chí là dễ có của bất ngờ, nhưng cũng khó giữ vì nhiều phá và hao tinh. Cùng đáo nhập gây tốn hao nhiều mặt, nên cẩn thận đừng có tin người mà mất tiền mất của, cố gắng giữ gìn sự nghiệp đang có được và phát triển theo đúng cái đường lối mình đã định ra từ trước, chứ đừng có nôn nóng ở trong cái năm này vì có ngũ quỷ nhập mệnh cùng với lại đại hao ha, đại hao đáo nhập cung tài bạch. Như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về ngũ hành mà luận giải á, thì năm 2019 can kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung cho nên thổ sẽ vượng. Đối với các em trai kỷ mùi và mệnh thiên thượng hỏa thì là sinh xuất, cho nên là nó sẽ không được tốt đẹp. Tuy nhiên là nó vẫn nằm trong cái vòng tương sinh, đó là hỏa sinh thổ, cho nên là không có ảnh hưởng đáng kể. Mà các em đó là thiên thượng hỏa, là hỏa rất nhiều, cho nên sinh xuất một chút xíu là cũng không có chuyện gì mà xảy ra. Sao chiếu mạng á, đặc biệt là khá tốt với cái sao thái dương cực hỏa ha, mà rất là tốt, nhưng vận niên bất an, có thể xảy ra nhiều việc bất trắc khó khăn. Tuy nhiên được cái thiên hòa và thái dương hộ chiếu á, thì chắc chắn là cũng sẽ có may mắn mà vượt qua tất cả. Dù sao bản thân cần cẩn trọng trong công việc làm ăn, mưu đại sự trong năm kỷ hợi 2019 thì vẫn là ok, không có việc gì. Có thể nói đây là một năm khá tốt đối với các em trai tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Nãy giờ thấy phân tích đo sao ha, rồi tử vi cũng như tứ trụ, thì rõ ràng là mình toàn là thấy tốt nhiều hơn xấu. Đó là một cái điều tích cực chứ đâu. Tuy là cái năm 2018 này á, thì nó cũng không quá khó khăn đối với tuổi của Kỷ Mùi nam mạng, vì dù sao đi nữa thì cũng được mệnh tương sinh ha. Nhưng mà rõ ràng là cái năm với những cái tín hiệu như thế này thì rõ ràng là mình êm, thậm chí là êm hơn cả tuổi của anh ha. Đó là về mặt công việc, mà người Kỷ Mùi thì công việc cứ tà là thấy cứ đều đều bước, rồi mỗi năm cứ bước lên, bước nhẹ nhẹ thôi, không cần bước dài là ổn đâu. Thì xét về mặt tình cảm và gia đạo của năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra sao, thì như đã nói là cuộc sống của năm Kỷ Hợi là có nhiều biến chuyển biến có lợi cho danh lộc, gia đình tình cảm cũng có nhiều tốt đẹp nhờ là tam hợp của địa chi Hợi Mão Mùi. Ngon lành ha. Tử vi thì có điếu khắc ngộ quan phù, thì nói như thế này, điếu khắc tức là khách ở xa hoặc là những cái mối quan hệ bên ngoài, mà đi ngộ với quan phù là báo hiệu những mối quan hệ bất chính ngoài vợ chồng sẽ sinh nhiều rối ren, hao tốn, ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, thậm chí dẫn đến pháp luật. Năm nay mà nếu mà có bộ ngoài thì nếu như mà ấy thì nhớ quẹt dấu kỹ kỹ ha, tránh dính vô tình tay ba, cẩn thận ha, nếu không muốn là chồng của cái con kia nó qua nó quýnh cho bầm đầu ha. Cái đó khổ ráng chịu à, cái đó là sướng khổ tại mình chứ không phải là tại số tại vận ha. Nhưng mà anh báo trước là điếu khách ngộ quan phù là rất dễ xảy ra. Hạn thì có thai vượng cùng hội thì dễ, như là năm nay có thể sinh con, đứa bé mà tuổi Kỷ Hợi sẽ là sợi dây gắn kết vợ chồng và cuộc sống tốt đẹp hơn.
đặc biệt các đứa con mà Kỷ Hợi nha, đối với người mà Kỷ Mùi 2019 sẽ rất tốt cho các em. Thật sự mà nói, nếu như có con trong năm Kỷ Hợi thì người tuổi Kỷ Mùi tốt, rất là tốt đẹp, có thể nói nó là quý tử vượng gia. À, tại sao mà nói quý tử vượng gia thì như đã nói ở cái phần tử vi là tại sao? Tại vì mệnh nó tương sinh với mình nè, đúng không? Nó cùng hàng kỷ với mình nè, nó tam hợp với mình nè, ha. Thì nó có nhiều điều lắm. Nếu mà sinh chọn được sinh những cái tháng tốt nữa thì ok lắm. Nhất là quốc vô tháng 10 nữa thì anh chắc chắn là người con của cái tuổi Kỷ Hợi này sẽ làm cho cái gia đạo của người Kỷ Mùi rất là tốt đẹp và hanh thông mọi điểm. Rồi. Đó là về mặt những người có gia đình. Còn là với cái những người mà độc thân thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi với nhiều cái thuận lợi như thế, sẽ có nhiều cái mối tơ duyên, đặc biệt là đào hoa cũng tương đối mạnh mẽ, sẽ có lắm lắm mối tình đến với mình. Tuy nhiên là hãy nhớ rằng là mình sao đi nữa thì mình cũng như ở trên, mình vẫn bị điếu khắc ngộ quan phù, tránh một cái mối quan hệ tình tay ba để mà xảy ra những cái chuyện đáng tiếc đối với bản thân ha. Có thể nói là năm nay nếu như năm Kỷ Hợi nếu muốn có thể là lập gia đình được, ok, không có chuyện gì xảy ra đâu ha. Rồi tiếp tục là về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019 nó sẽ ra như thế nào. Thì sức khỏe thì là năm 2019 Kỷ Hợi là gặp vận niên rất xấu, đó là xà âm tỉnh, mệnh lại có ngũ quỷ nên quan tâm đến sức khỏe và đặc biệt phòng tai nạn bản thân, vì gặp hạn toán tập hay những cái như là vận niên xấu nè, kết hợp mệnh bị ngũ quỷ xâm, bị ngũ quỷ nhập mệnh nè, rồi hạn toán tập rất dễ xảy ra tai nạn phạm thân. Tuy nhiên chúng ta chỉ bị suy chứ không phải bị nguy mạng, không có đến nỗi chết đâu, đừng yên tâm ha. Mạng Kỷ Mùi thiên thượng hỏa cũng khó chết lắm, cho nên là cần cẩn thận. Đó là sơ khởi cái tử vi của năm 2019 đối với tuổi Kỷ Hợi của các em trai về phần sức khỏe, công việc và gia đạo. Rõ ràng là nó có nhiều mặt tích cực hơn là tiêu cực. Tuy nhiên là để coi nó tích cực ra sao, vào luôn cái vận niên 6 tháng đầu năm nó như thế nào ha. Thì anh có làm cái vận niên 6 tháng luôn. Thì đầu tiên hết là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 nó bắt đầu vào khoảng cỡ ngày 10 hay mười mấy tháng 2 đó. Thì như thế này, mệnh tháng Giêng là tháng Bính Dần, là tháng gốc hỏa. Như vậy mệnh là hỏa, mình thiên thượng hỏa gặp hỏa nữa là đồng hàng tốt cho sức khỏe và may mắn cho bổn mạng. Ngon lành ha. Thiên can Bính Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thì thuộc hỏa, Kỷ thì thuộc thổ, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh, dễ có tiền tài với cái mệnh đồng hàng. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy khởi đầu của tháng Giêng, khởi đầu của năm Kỷ Hợi là một tháng tốt đẹp ha. Mệnh thì đồng hàng, thiên can thì nạp âm ngũ hành được tương sinh, địa chi thì không xung không khắc, rõ ràng là báo hiệu nhiều điều tích cực ha. Tiếp tục đến tháng 2, tháng 2 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Mão, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 1 đồng hàng ha, sức khỏe và may mắn cho bổn mạng, thậm chí cho công việc. Thiên can Đinh Kỷ thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Đinh thì thuộc hỏa, Kỷ thuộc thổ, tiếp tục là được nạp âm ngũ hành tương sinh. Địa chi là còn may mắn hơn nữa, là nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi. Hợi là năm, Mão là tháng, Mùi là tuổi của chúng ta. Đây là một tháng có thể nói rất là nhiều điều tích cực, tiền tài dễ sinh ha. Mọi điều có thể nói là ổn ha. Nếu như là anh thì anh sẽ để nhiều việc tốt làm trong này, ký hợp đồng hay là làm cái gì đó cần thuận tiện thì làm cho cái việc này là ổn nhất ha. Tháng 2 rồi, tiếp đến là tháng 3.
tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Mậu Thìn, tức là một tháng gốc mộc. Như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh tiếp tục được tương trợ. Bản thân của cái năm là mình đã được tương trợ rồi, phúc tinh và tài tinh thì nó đã làm được rồi ha. Thì bây giờ là tiếp tục được thêm được cái phần đó nữa thì rõ ràng là quá tốt đẹp, đúng không? Còn gì mà ngon lành hơn nữa? Đặc biệt đó cái phần tử vi đó, ở trên đó là mình có cái còn có tứ linh cách, đó là Long Trì, Bạch Hổ, Phượng và Cái, nhưng là nhập mệnh nữa thì nó còn tốt đẹp hơn nữa. Nó sẽ kéo cho cái tháng 2 này lên một cách nhiều hơn nữa. Rồi tháng 3 là tháng Mậu Thìn đi, như vậy là tiếp tục được tương sinh ha. Cái Long Trì rồi Bạch Hổ nó được rất là tương sinh. Thiên can á, Mậu Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu Kỷ thì cùng hành Thổ, như vậy tiếp tục là thiên can ảnh hưởng đến công việc, thì công việc không có chuyện gì là chống phá hết. Địa chi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Thìn, Mùi trong tứ hành xung. Tuy nhiên là Thìn với Mùi là cách xa nhau lắm, cho nên là cái sự xung khắc nó cũng không quá lớn, nó một chút nhẹ nhẹ thôi. Cho nên là có thể nói rằng nhờ cái tương sinh của mệnh thì cái địa chi này sẽ không ảnh hưởng quá nặng nề đối với tuổi của các em. Cho nên là các em yên tâm, tháng 3 cũng tiếp tục là một tháng tốt đẹp về công việc. Chỉ cần đề phòng nhẹ nhẹ chuyện gia đạo ha. Coi chừng bị con vợ nó bắt tin nhắn rồi này kia thôi ha. Anh nói vui thôi chứ cái đó là còn tùy vào mỗi người nữa. Tiếp tục là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, một tiếp tục là tháng gốc mộc. Như vậy mệnh cũng giống như trên là tương sinh, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe và còn giúp cho các phúc tinh và tài tinh hưởng lợi. Thiên can thì Kỷ ha, tháng Kỷ, năm Kỷ, tuổi Kỷ luôn là đồng hành, công việc và các mối quan hệ xã giao làm ăn rất là thuận lợi. Địa chi Tỵ Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp. Ngon lành. Tiếp tục là một tháng êm ả cho công việc, tốt cho vận mệnh, và địa chi cũng không có gì quá xung khắc. Kế đến là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch thì tháng này là tháng Canh Ngọ. Mệnh thì như vậy là Canh Ngọ là thuộc Thổ. Như vậy mệnh hỏa sinh Thổ, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn và tai nạn. Bây giờ tới mệnh bị sinh xuất, mà khi mà mệnh bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị tối đi và nó hạn chế bớt tác dụng, và lúc đó thì ông phá và tài tinh ông sẽ hoàn thành ha. Thiên can Canh Kỷ tiếp tục không xung không khắc ha, là trạng thái cân bằng tự chủ. Canh thuộc kim, Kỷ thuộc thổ, như vậy thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim, tiếp tục công việc ngon lành, cũng có thiện tiền tài ha. Chưa gì thấy em không á, à? Mọi điều thấy năm sáu tháng đầu năm mà thấy công việc không có việc gì ha, chỉ có mệnh thì cũng ngon lành nữa. Địa chi Ngọ với Mùi thì thuộc nhóm lục hợp, may mắn hòa hợp trong gia đạo, mà còn ảnh hưởng đến cả công việc. Như vậy tháng năm ngoài cái việc sức khỏe cần chú ý thì công việc và gia đạo không phải là vấn đề. Ngon lành ha. Rồi tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Tân Mùi, một tháng gốc thổ. Như vậy tiếp tục mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cần cẩn trọng bệnh nạn và tai nạn. Thiên can cũng Tân Kỷ không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là Tân thì thuộc kim, Kỷ thuộc thổ, tiếp tục là tương sinh. Ngon lành ha, công việc ok, không có quá nhiều cái rắc rối ảnh hưởng đến công việc của mình. Địa chi thì là Mùi gặp Mùi, năm sinh tháng tuổi, tháng này có vẻ là gia đạo sẽ không được tốt đẹp, dễ sinh rầy rà, không được vui vẻ. Tuy nhiên tháng này là tháng hè, có mình tụ tập con cái gia đình đi chơi, thì hy vọng rằng với những cái sự thoải mái thì mình có thể vượt qua một cách êm đẹp.
Với cái vận hạn 6 tháng như thế này thì rõ ràng là công việc báo hiệu nhiều hạnh thông, tiền tài phát huy, giống như những cái tử vi của cả năm, cũng như là anh đo sao tính tính hạn ở trong cái các cái phúc tinh và tài tinh của mình sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, rất vui cho các em. Vì thật sự mà nói, với những cái điều tốt đẹp của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mình sẽ giúp các em củng cố thêm tài lộc ha, và xây dựng cái gia đình của mình một cách tốt đẹp nhất. Rất vui vì điều đó. Như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi cũng như vận hạn đối với tuổi của các em. Hy vọng rằng các em sẽ ứng dụng nó tốt vào năm Kỷ Hợi 2019. Các em xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Kỷ Mùi cùng biết và ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!